Chào mừng bạn đã đến với video hướng dẫn sử dụng tính năng tạo chương trình khách hàng thân thiết trên hệ thống của GoSale. Để bắt đầu sử dụng tính năng này, chúng ta click vào một tiếp thị trên cột tính năng. Sau đó chúng ta sẽ chọn khách hàng thân thiết. Giao diện khách hàng thân thiết sẽ hiển thị tất cả các cấp độ thành viên mà bạn đã tạo với các thông tin như là độ ưu tiên, biểu tượng hẹn, tên hẹn và thanh tác vụ. Ở đây chúng ta sẽ có thể tạo cấp độ thành viên mới bằng click vào nút tạo cấp độ thành viên ở phía trên góc bên phải. Đầu tiên chúng ta sẽ thêm vào tên hạng thành viên. Sau đó chúng ta sẽ thêm nhóm khách hàng cho hạng thành viên này. Chúng ta sẽ click vào nhóm khách hàng mà chúng ta muốn thêm vào. Và chúng ta sẽ chọn OK. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm biểu tượng cho hạng thành viên này bằng cách click vào nút tải lên. Sau đó sẽ chọn hình ảnh từ trong thư mục máy tính của chúng ta. Cuối cùng chúng ta sẽ thêm nội dung để mô tả cho hạng thành viên này. Và chúng ta có thể sử dụng thêm công cụ phía trên để mô tả cho văn bản, ví dụ in đậm, in nghiêng, gạch chân, thay đổi phông chữ, thay đổi kích cỡ chữ, canh đều, vân vân. Và chúng ta có thể click vào đây để thêm link video mô tả cho hạng thành viên hoặc thêm hình ảnh để mô tả hạng thành viên của bạn một cách sinh động hơn. Sau khi đã hoàn thành xong các bước, và chúng ta sẽ chọn nút lưu ở phía trên cùng góc phải để hoàn tất. Vậy là đã hoàn thành xong các bước để tạo một chương trình khách hàng thân thiết cho khách hàng của bạn tại hệ thống của GoSale.